Hôm nay dạy dèm Diều Hường sẽ hướng dẫn chúng ta lắp đặt một chiếc màn công chúa tinh tế cho phòng bé gái tại biệt thự Tây Hồ. Chiếc màn này với tông màu trắng pha yếm hồng được đội ngũ thợ lành nghề của nhà Thiều Hường được may rất là tỉ mỉ, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát mà đáng yêu. Quy trình lắp đặt diễn ra như sau. Trước tiên chúng ta sẽ khoan và lắp thanh ngang vào tường cách mặt đất khoảng 2m2. Đây là độ cao lý tưởng để màn che phủ vừa phải, tạo không gian thoáng đãng nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp mềm mại của chiếc màn. Tiếp theo bạn chỉ cần lắp thanh vòm đã được lồng sẵn màn vào vị trí. Khi đã hoàn tất, chúng ta sẽ buộc dây phía sau màn để cố định. Điểm đặc biệt của chiếc màn này là chân vịt giúp nâng màn lên khi kéo ra, giữ cho phần dưới của màn không bị chạm vào giường, tạo cảm giác thoáng đãng và tiện lợi hơn khi sử dụng. Đáng chú ý là gia chủ đã chọn chiếc màn này chủ yếu để trang trí nên chức năng che chắn không còn cần thiết phải sử dụng. Ngoài ra, trong căn phòng này chúng tôi đã lắp đặt thêm rèm cầu vồng và cửa lưới chống muỗi, đảm bảo sự thoải mái và an toàn tuyệt đối cho bé. Đây là công trình được đội ngũ nhà dạy dèm Thiều Hường may đo lắp đặt tại biệt thự Tây Hồ, mang đến sự hoàn hảo trong từng chi tiết. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan, đừng ngần ngại hãy comment xuống phía bên dưới. Dạy dèm Thiều Hường sẽ giúp đỡ các bạn giải quyết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video sau.